Tống nói là mãn nguyện của mày mỗi lần mà ăn uống được chúng đồ ngon á, cảm thấy hạnh phúc kinh khủng. Nhưng mày có công nhận là đi ăn với tao gì cũng ngon không? Ừ. Kiểu nó đã, nó đạt được cái mức độ mình mong muốn nghe mày. Ừ. Vô thôi. Hôm qua mình ghé vô đây xem một lời giới thiệu của bé nhân viên ở Đà Lạt thì không có bán. Hôm nay ghé lại thì đã thấy bán rồi. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Hình như người ta bán buổi sáng sao thấy giờ cũng hơi hoang tàn rồi đó. Ủa nay mình bán mấy giờ đi, mấy giờ vậy cô? Mấy giờ đây rồi sắp nghỉ rồi cô. Hẹn gì hôm qua con đi buổi chiều thấy không có. Lạc mà nói chung là giờ mở của cô là từ mấy giờ đến mấy giờ cô? Cứ nửa ngày đi. Nửa ngày buổi sáng. Dạ. Ủa chứ không phải đây là bánh bánh ướt chồng gì hả con? À bánh cuốn. À vậy thôi, lấy cho cháu bánh cuốn. Chị cháu tưởng ở đây là bánh ướt chồng chứ. Cái này giống như một sự kết hợp giữa bánh cuốn và bún chả đúng không con? Không, bún chả thì khác. Bún chả là... Dạ, ý, con biết cái bánh chả nhưng mà ý này nhìn vừa giống như là nửa của bánh cuốn và nửa của bún chả. Bún chả là vì cũng có thịt nướng với lại cũng có thịt viên đi. Dạ, nhưng mà cái làm. Cái món này là ông sĩ tạo ra hay là của một là vùng? Ông sĩ tức là cái ông mà đầu tiên tạo ra là, nói chung là bánh gia truyền. Dạ. Anh chủ này là cháu nội của ông sĩ. À dạ. Ý của cháu hỏi là cái món này là do ông nghĩ ra hay là do cái địa phương nó chuyên cái món đó con? Cái địa phương đấy. À dạ, dạ cháu hiểu rồi. Mang từ Ninh Bình vào. Dạ vâng, là, cái này là của Ninh Bình. Dạ, cháu cảm ơn. Cả làng làm cái món này luôn. À thế là, dạ rồi, cháu cảm ơn cô. Cảm ơn con nha. Dạ. Chấm lên này bạn, người ta làm giống kiểu của bún chả thì nó sẽ có đu đủ như thế này. Nãy sáng nay kêu về sớm ăn bị chấm chứ mại chỗ kia chỗ hôm bữa mà về trễ quá cũng chẳng ăn được. Đi khác lên ăn chẳng ngày nào dậy sớm để mà ăn Đà Lạt dậy sớm khó. Mình ăn sắp hết dĩa rồi. Phải nhận xét là cái bánh chả này mình ăn rất là ngon. Nhưng khi mà mình ăn nhiều á, mình không có bị ngán. Xin lỗi. Bánh cuốn này nó không bị ngán. Ở Sài Gòn á, mình cũng bánh cuốn mà lúc ăn mới thì nó sẽ rất là ok. Nhưng mà mình ăn nhiều tới cái mà hết ngừng hết dĩa mình cảm thấy ngán. Mình nghĩ là lần sau, mấy ngày sau mới ăn lại được á. Còn cái này mình ăn hết phần dĩa này rồi mà mình vẫn cảm giác là muốn kêu thêm một dĩa nữa. Nhưng mà thật ra kêu thêm một dĩa sẽ ăn không hết. Và no quá thì sẽ không đi ăn được, thưởng thức những cái món khác nên mình không có kêu. Mình đang rất là muốn ăn thêm. Tống nói là mãn nguyện của mày mỗi lần mà ăn uống được chúng đồ ngon á, cảm thấy hạnh phúc kinh khủng. Đây là dầu rất rất nguyên chất luôn các bạn. Nhưng mày có công nhận là đi ăn với tao gì cũng ngon không? Ừ. Kiểu nó đã, nó đạt được cái mức độ mình mong muốn nha mày. Tao thì nó đang quay phim nè. Ôi mày. Hết rồi thôi. Ủa sao định đưa cái tay tao lên cái mặt của mày mà đưa không được? Tao đưa lại tao. Tao hát nha. Cái dâu đâu rồi? Không có. Làm gì có dâu, tao đâu có hái lại đâu. Có đâu, tao đâu có hái bậy vậy. Phí tham quan của một người là 10.000. Nhưng mà cô thấy tụi mình dễ thương, cô nói thôi tụi con uống uống sinh tố dâu rồi nên cô không có lấy tiền tham quan. À, cô có hình hả? Đó con coi coi, con mượn đâu á. Trời ơi. Wow, thì ra là cô có hình. Hình luôn. Mấy đứa đã được chụp á. Nó vô cái đó cô, đưa con đứng coi chụp cho. Dạ. Con của ta cười á. Có hình kỷ niệm. Chắc. Này nó bị sáng rồi. Đứng chỗ đây là nắng quá. Dạ. Còn ở đây đứng chỗ cái cây đó, cây vàng vàng đó. Dạ. Con thui. Rồi, có hình cái này. Có thôi mà thấy cô vui quá. Vì sao không? Coi cái máy. Dạ. Nó nói máy đây chụp lấy liền được á cô. Thôi cô đứng im đó con chụp cho anh. Cô cười vậy nha. Cái bà kia mà má nó không biết. Ủa sao chưa lên?
Ủa sao chưa lên, cô nói phim đó nè. À là một mặt nó có hơi có hình, còn một mặt là phim. Nó có một cái hộp đen đen dài. Dạ. Nó có miếng giấy trong đó để em khỏi trong máy đó, để chụp cho nó ra từ giấy đó ra dài luôn. Dạ. Cô thấy vậy. Dạ. Nó mua cái đó là có phim đó. Dạ. Không phải phim nhiều siêu một của. Mà nó từng miếng từng miếng. Ờ, dạ. Một hộp vậy nó cơ có phim. Chụp cái nó đen hết rồi này. Dạ. Nó có ra giờ này. Mà có cô lên rồi, có bà chưa lên, cô nói phim này xong rồi cô cứ dùng cái này. Dạ. Mai mốt là cô không có ra phim mà mai mốt con làm video là sẽ có cô trong video của con. Ngày xưa lúc vào năm 2016 mình đi thì rất là vắng các bạn, cũng giống như bây giờ vậy. Nhưng mà cô kêu là thời gian trở lại đây thì ở đây nó khá là hot đó và rất là nhiều người đi. Thì từ sáng tới giờ cô làm cô chưa kịp ăn luôn. À, mà không biết sao mình đi cái thời điểm này nè là đang sắp tối rồi, khoảng 5 giờ rồi và đang mưa. Nên là ở đây khá là vắng. Mà điều đó là có thể gọi là may mắn cho mình á, bởi vì mình thì không thích đi những lúc hoặc là những chỗ nào quá đông người. Thì chiều á nên là người ta cũng đã thu hoạch hết nhiều rồi nên bây giờ cũng khá là ít dâu. Còn nhưng mà nói chung ít rồi. Nhiều rồi đó. Tao đi tại chỗ cũng không, mấy bữa tao đi là dâu nhiều lắm. Còn bây giờ là người ta thu hoạch á, còn ít nè. Trời ơi, con bé tao mà lên nó nhắc lắm này ơi, nhìn dâu to. Nè, cái trái bên này to nè. Trời ơi, mày chưa biết là dâu bên Hàn Quốc nó to kinh khủng nữa. Mình lau từng trái vậy cô? Cái này cà mình bán bao nhiêu ký cô? Dạ. Mình trồng dâu với trồng cà mình bán cho du khách xong mình phân phối sỉ nào nữa không cô? Hay là chỉ bán khách thôi? Một bình có 15 ngàn rồi. Ồ, rẻ không? Bữa sau về chạy lên mua. Mấy đứa kia nó nói là tao cũng mua dâu rồi luôn. Tao mua cà chua cà luôn rồi hả? Mua cà, mua mận, mua đào luôn. Đó thôi, cho nên cho nó mua dữ vậy. Không, con tính về hôm qua nó cũng đi mua, ai về con ở lại chơi tiếp. Mai về hả? Không, mai nó mới về con. Mai mà. Dạ. Không biết chỗ rồi bữa sau tự lên mua. Con thì con biết. Con đi nhiều, con này nó chưa đi, con chở nó đi cho nó biết. Ở Sài Gòn luôn hả? Dạ. Mẹ ở Bình Dương mà mày. Mẹ ở Bình Dương hả? Dạ Bình Dương. Ngày xưa nó ở Sài Gòn với con, xong sau này nó chuyển lên Bình Dương. Dạ hả? Nhưng ngày tụi con ở Bình Phước. Bình Phước là Phước Long Phước Quả nữa hả? Ừ, đúng rồi, nhà con ở Phước Long. Con lên đó rồi. Nhà con ở Phước Long, nhà con này gần Phước Quả, nhà con này từ Phước Bình đi qua là tới Phước Quả. Hôm bữa con mua hộp đó. Xong rồi chú với cô mới nói là con của con nhớ lộn là con trai nhưng mà là con gái đúng không, là ở Sài Gòn. À, kêu là có ăn á thì gọi số điện thoại xong rồi có gì ship qua cho. Họ đã thường ship mà giờ hết rồi. Khách vô ai hết rồi, giờ là nó làm công tác cho nó đi là Hà Nội thì nó nước ngoài công tác thì không được. Giờ lớn. Cái mà mình đắt khách ở đây là do mình, thứ nhất là mình tự trồng, hai là mình làm cái giống New Zealand, thứ ba là do mình không dùng thuốc, mình ở lại mình làm nó sạch nữa. Nên người ta công kiểu công nghệ cao vô, người thấy ăn khách quen quay lại không? Dạ. Không giống con vậy, đợt con cũng đi vô xong chụp hình nè. Cái con giới thiệu trên Facebook á, bạn bè hỏi con cũng lấy cái cạc, đợt con có cái cạc con chỉ. Nhưng mà giờ con là mất cái cạc rồi. Dạ. Nó thơm, nó chín, nó thơm. Con ăn rồi, con ăn trước ăn vô. Dạ. Nó bán sạch sẽ, thì xem 6 chỗ, 7, 8 chỗ vô. Cái này là truyền miệng đúng không con? Có nghĩa là cái bạn đó. À dạ. À đúng rồi, với lại là tại để ngay đầu chân đèo á, thứ cái ai người ta đi ngang ra, đi ngang qua người ta cũng thấy hết. Người ta thấy cái chạy vô thôi, cái đường nó cũng dễ đi. Cứ ra đi về cái thấy cái ghé vô, người vô thử. Dạ. Vô ủa cái dâu vậy hả? Tưởng là cái dâu cao to. Đúng rồi. Ai mà ai mà không biết cây dâu là lúc nào cũng tưởng vậy hết. Không có lớn như cây dâu tầm của mình. Dạ. Dâu tầm mình trồng lâu năm là nó phải trèo lên được. À. To. Vậy hả? Ủa chứ mày không biết cây dâu. Chưa thấy cây dâu tầm trái đen đen đó. Cái trái đen đen. Cái trái mà chưa thấy cây. Cái trái là mình lâu rồi nó cũng to như cổ chân rồi. Ở dưới quê mình có mà.